ngò gai càng cua. Đây là cây hồ lô nè mọi người. Ngồi nhóm đĩa với mày. Ngồi nhóm đĩa với đó hả? Mệt quá. Còn con nhúc ngon quá ta. Ừ. Khai củ gạo luôn thấy không? Con nhúc gạo cằn hả? Ừ. Đâu phải gạo cằn đâu. Đây có cái gạo gì ta? Đây gạo gì bán nằm gạo gì đó hả? Hả? Đây gạo gì? Gạo mình trồng đó không? Gạo mình trồng là gạo tên gì á? Bữa tao cũng không biết tên. Mà mày quen đắng thì không được. Có cái tiếng nào lạ lạ rước bắt sáo gì luôn mà. Ừ. Đây là bến phà đụng bước qua đụng liền á. Đâu có, đâu mà ta chung gọi hết trơn rồi mà tại nhậu nó rước con mấy đứa con vô chơi con rước bắt sáo. Nhà bắt năm á. Cái gì cái gọi à chứ khó gì á. Bữa nay là bắt năm nhậu với Minh Dương luôn á nha. Ừ. Chạy miếng nước vô đi. Đâu có bột ngọt không vậy Cặng? Không, không, tôi tính để bột ngọt vô chặn kia hỏi rồi. Để bột ngọt đi cho nó thơm. Ăn sợ với trầu á. Hả? Ăn miếng bột xương lắm rồi. Ăn một con cái bột xương hả? Chứ nhớ rồi. Nó gạo nhúc rồi đó bỏ vô gầu cải là cái đó cải lạc son. Cải lạc son hả? Ờ. Chứ phải là cải lạc son hả ta? Ờ đó cái thao đó. Cho chân nửa chân ngon lắm đó. Cải lạc son lá nó nhỏ thôi. Tròn. Ta kia cải lạc son cái này biết tốt quá. Bác số 7 đàng hoàng số Bắc Nam. Ừ. Bác Nam uống một ly rượu, mấy con uống một ly bia. Ừ. Mày chạy mày nắm mặt sáu này tao. Ông ở đâu ta? À, kế đây nè. Chỗ ông kia nghỉ mà không nhậu qua nè. Ông lên đây đó ma. Ờ. Bác Nam nhậu. Chỗ ông đấy hồi 2 giờ tới giờ nữa mà. Mình chạy ra hẳn cái chỗ sửa xe tên gì? Ngon. Bác Nam thiếu bác sáu nhậu không ngon lắm. Ờ. À, mà ai chứ lộn. Nhàn thổi á. Chọc bên cái chỗ chứ cần biết nhậu mà. Bến phà có con điên đắng em thấy nó ngồi nhậu đó nó con rước bắt sáu. Về nhà bắt năm á. Trời không nhậu sao. Mà con mới bữa trái xài cũng chết luôn. Dạ. Thấy xài thấy giỏi rồi. Tóc đầy quá. Hồi nãy mày nói mày nhảy dưới sông gì mà sao mày nhảy? Ở quần cốc. Nãy nhảy ướt đồ sao mày? Nhậu chút tắm rồi. Vô cốc tắm nãy. Mượn cái quần của Bắc Nam là hai quần rồi nhảy dưới nhảy vô hai lại. Nhảy vô cột tắm rồi chứ có gì. Tắm quá khó cột tắm luôn. Ủa gì hút đi hả? Hai. Anh hút đó. Nó đi rồi mới biết nó đi đâu nè. Nó đi. Nãy nó gì nó tắm rồi nó đi đó không biết đi đâu. Quên nó nãy giờ. Đi rồi. Đạt đi hả ba? Kêu nó ra nó uống cốc nữa này. Cái gì? Cái gì? Ờ. Bây giờ giỡn cũng được vậy. Học tới giờ. Giờ nó có hồi giờ lên. Nãy lại cho cây xài luôn á. Nãy hỏi có Nam hỏi về đâu nó nhậu với trong đi. À biết không nhậu đâu rồi. Rồi. Chạy đâu đi. Như mọi người đã thấy thì bây giờ là tại đường lộ luôn, à. Dưới đường lộ luôn. Cầm nhận Bắc Nam mua đất cái đường lộ này luôn ta. Có được cái đường lộ là Bắc Nam mua như vậy? Hôm đó có mấy chục triệu gì chứ gì. Thôi đường đổ cái ghê trời. Có 8 mấy triệu. Đó bây giờ biết nhiêu rồi. Mà hồi đó vàng có 400 ngàn tỷ. Bây giờ chảy nhiêu? Giờ chỉ 3 triệu mấy gần 4 triệu rồi. Bây giờ 4 mấy triệu rồi. Ừ. 5 triệu chơi thì cái đường đổ mà dám mua đất luôn. Bồi nó bồi thường cho tao trừ ngang cho nó. Gạo không? Gạo không? Không thấy nào. Vậy là nhậu gạo rồi đó. Nhậu trước mấy người. Chắc đi về quá. Ổng đi về á. Tại bác cháu nói ổng đang ở bên Đám Mau. Chính chưa? Chính rồi. Nó nãy giờ nó còn thấy ngồi nhậu nguyên bạn á, 5 tới người. Thấy bác cháu không? Thấy nó rước về rồi. Ai biết được. Lỡ anh thấy rước rồi chờ. Đi gì vậy? Cá nó còn sống mất năm rồi. Dạ. Chưa chín mà. Còn sống, nó còn bơi, gấp hoài không dính. Gấp hoài không dính hả? Để tao về cổng tao lấy cái dĩa ra gấp bỏ ngoài. Lấy cái dao ra để mần cá lại. Mần cá lại. Cái gì trắng mà dài. Nhậu nè em. Quen không? Vô. Ngồi á. Ngồi nào? Không phải em nuôi mà hả chồng? Đúng rồi quen đó chứ.
Hàng Chậm thì nó quen bên xứ Bạc Liêu không mà. Ở đây là Hậu Giang. Bữa nay là bên khu vực bên đây là giới thiệu cho mọi người biết là ở đây là thuộc về Hậu Giang, nhà Bắc Năm. Bên sông bởi nó mà tụi em hay nhậu là bên Bình Thạnh, là bên sông bên kia là thuộc Bạc Liêu. Nhỏ gì con của ông. Vô mọi người ơi, mời tất cả mọi người nha. Vô. Biết nhỏ con có năm nhị con nuôi năm nhị không? Không năm nhị không? Nhà nó đâu có phúc đây. Nhỏ gì mà con. Trời tóc bạc. Ủa mẹ ơi. Năm có tóc bạc hả? Năm nhị với ấp 1 dưới đó hả? Ở dưới Bảy Nghị gì đó. Ờ thì ở đó, ở dưới ấp 1. Ở đây đi ngay dưới nè. Chính là Bắc Nam ơi. Ờ chính là gấp bó dưới đó có. Không có ăn ngồi mới được. Ăn ngồi mới được không ạ? Đây sót ra nửa chén muối đây. Làm thêm chén ở đây. Đào, để tôi cọc vào sau để lấy cái chén. Ngon quá. Ngon không? Không biết rồi. Ăn đi. Ăn thử rồi nha. Để xuống đây, để xuống đây. Để đây dính tới hỏng luôn. Vô nghe thật. Không ăn lẩu này canh chua đủ ngủ mới ngon nè. Gấp nè sứa nữa. Bạn phát thanh là chơi là nhạc nhẽ không ta? Chơi nhạc phú lê. Hồi trước xuống sau thế mới giàu. Trời ăn me hả bác Năm? Là thấy không? Má cháy bồ chét nè. Ủa hồi nãy có mờ gai sao bẻ vô cặn? Có, có mờ gai đó. Ồ vậy hả? Còn mấy cộng vô hết luôn đi. Tôm nè. Mai mốt khách hạn chế nhậu đây. Mình làm nghĩ mà. Một cái việc gì đó có ích cho xã hội. Làm gì chứ? Làm thân. Hạn chế người nhậu à. Chế người nhậu. Chứ lo nhậu nhúc á. Thứ nhất là Bắc Năm bẻ xong không Năm? Ờ, Bắc Cộng xong á. À. Chắc nó dục cộng hai cộng lên hả? Chắc mình thường trời đất hết. Ờ, gió bức nùi rồi cái mình cộng cái cây một nó lại. Rồi cái nó từ tháng gì nó nhảy lên. Banh thành à, bằng thiếu là hơn thiếu nữa. Rồi bây giờ thiếu tháng trời rồi. Nhớ thôi nhúc nhớ lại không bán tình em hay Bắc Năm. Bắc Năm mới biết không bán tình em không? Biết, biết. Không bán đời. Bắc Năm biết không? Chỉ là người lớn tuổi mới biết được không bán tình em. Quên lấy cái thuốc. Con còn Bắc Năm. À. Có quẹt không? Thì tôi có thuốc bắt có không quẹt. Không bán tình em là ai thương tình đỡ đơn tình cho em gạo nhúc xanh gạo nhúc có dĩa mắm ủa chén đó chết ra cho mình chậu đâu mình cậy đi tay em dài mà đúng không Năm lúc học đây chung á ở đây chung đây là Bắc Năm không giống ai vậy đó đâu ông ngoại á ông ngoại không vậy không đó ông ngoại đâu uống bia được đó Năm uống bia tao không uống ông ngoại uống bia được nhưng mà ông ngoại chỉ uống là một chai thôi đó còn như ông uống rượu cũng như ngồi đằng chai là đụng đụng chơi chơi hớp hớp thôi đó chứ không không uống nhiều. Bữa nhậu lây qua đó, mất tiêu đạp cho đạp vậy mất tiêu luôn về không hay luôn á đạp không hay luôn trời dạ chốt mà dạ chốt mà nói 3 giờ về mà đúng 3 giờ đạp bữa nay vừa đúng 3 giờ không 3 đạp là 10 cây số á không tự dở tự dở không đạp ra đây sao chứ bộ 10 chạy nhau ta lâu đó, đó mà chứ nơi chứ đạp chứ đạp đúng rồi chồng phải tập thể dục luôn đó chở ngoại ngoại có chịu chứ không phải là cái gì đâu ghê trời mua chiếc xe đạp mà ăn bằng bộ luôn. Bố mà mua xe thân đó, không biết làm sao đó. Ngoài chơi lớn quá. Ngoài chơi lớn quá. Tính ra chiếc xe đạp gần chục triệu rồi. Không mua bò đó hả? Không, bò bắt nằm. Nó chơi được. Chơi rồi hả? Nó chơi rồi. Già rồi, mua bò chứ. Nào ăn cay hái hái ớt đó ăn mới đỡ đó ớt này nè thế con đó ớt này là lăn tăn dư luôn trời ơi dữ tròn lắm Tiếp Năm ơi bài đầu tắm rồi Năm nấu cơm chiên canh chua ngon quá có hai cái vậy trời
đó có đó, đó có mấy đó ngay giò là kìa, vàng vàng ngay đó ngay giò đó. Mày quất thử rồi mày biết hả? Ngon quá Hiếm Năm ơi, làm chén muối ớt nữa thêm vô ngon quá. Cá này ngồi chơi Hiếm Năm ơi. Nam ăn bữa Nam Ừ, nãy hôm đem xuống đi tới bên ngoài nhớ mới nhớ trực ra. Ăn đây mấy đứa mày ăn khá khá. Rồi, ngày mai đi, mai đi đi. Quên. Tới bên ngoài chứ quay về, lấy mà không phải. Bắt cá ở đâu trời? Ra ông ngủ cái gì mà trời, bắt cá gái giấu á, không giấu đâu, nó tụi mày nó không có giấu đâu, coi sợ cách nào rồi nói gì tao kệ, không nhậu đó rồi các ai cũng ghi đâu nói vậy đó. Mà nó đi đâu cái điện thoại tao nó phải dính mình tao mới được, có khi mình người ta điện mình điện người ta. Có ừ. Con cá già bấm vào số mày, tao không thấy đường rồi mất mượn tao bấm á. Thôi đừng chết mẹ rồi. Đó con bé cái đó xuống. Ừ. Có con năm gái này kìa. Cảm gì chứ? Ủa. Trời, cái đảo Khanh nó bữa nay chơi nhặt gì mít không trời? Mày bỏ mấy hộp muối gì? Nó đang à. Ôi trời ơi trời. Khi người ta đã hết rồi. Có đang hết kìa. Nhục. Đúng. Đó. Nhậu rồi đúng rồi, nhảy luôn. Vô nhậu ở đây có nhạc nha luôn. Ghê gớm cái con bụt. À có nhạc nhạc sống kìa. Trời ơi, quên lại bắt nguyên cái lò mắt canh luôn. Có miếng nước đừng nhớ ngon lắm. Bắp lẩu à? Đá đâu tẩm mà không có đá hả? Nhật đá nè. Có rồi nhưng mà không mày không có đá thêm hả? Có thì giờ có mà. Có à. Chừng nào đi hết rồi mình lấy tủ lạnh. Giờ không có chứ. Đây tủ lạnh có nằm bao kê luôn mà. Ừ. Không có cái lấy tủ lạnh. Tất nhiên em ơi. Chị góp bia luôn. Lắc bộ cho 2 ngàn. Nước cái chuột quá trời đá hay sao? Ừ. Bên tôi có mẻ không Năm? Mẹ. Bên tôi mẻ hả? Này mày dốt quá hồi nãy bẻ hả? Ăn mẹ đó. Wow, con tính là bẻ ăn chứ. Có bên chua mà. Con chua của mẻ nó chưa bả. Nó dạo. Nãy con bẻ nắm, bác Năm bẻ con máu con nắm nữa mà. Nên mình nhậu căn nhà lá vườn luôn trời. Đâu mua cái gì đâu. Đâu mua gì đâu. Mua. Mấy đứa con có ăn canh chua với màu dừa sọ chưa? Trái dừa phải không? À, lấy cái màu đó mình nấu canh chua. À, trời ơi, nó ngon. Rồi lấy nước dừa mình nấu. Chưa. Nãy tao mới sơ ý này, không phải chặt cái dừa đổ vô đây nè. Bây giờ chặt cũng còn kịp. Bây giờ chặt cũng kịp chứ có ăn thua gì? Ừ, nói cái gì đó. Hả? Mà nấu canh chua đâu rồi, nấu dừa đâu cả. Ờ con chưa nghe từng nghe nói lửa lắm quá ta. Nó lửa ngọt á. Đây bác chỉ cho con ha. Là con kiếm dừa non đó nha. Dừa non rồi cái con gọt ra hết rồi con chừa cái màu. Cái màu rồi cái nếu cái sọ nó non nó con sắt mỏng mỏng rồi con lấy miếng con mẻ con bỏ vô với miếng muối chắc nó trắng tươi à. À rồi nước sôi chừng nào gần chín con bỏ màu dừa vô trời đất ơi nó ăn nó ngon dữ lắm, ta xào ong người dẻ rồi ăn đó. Đây con ơi chút nữa tụi mày lại chỗ này tao coi mấy thằng mày coi ong đánh tao rồi tới ở đó bỏ ong còn bỏ ong còn bỏ ong ta đốt tiêu 4 tuần 5 tuần 4 tầng chó nhiêu lít mạch
mặt cái đầu nó mặt dẻ mà. Dẻ nó bự hơn cái gỗ đó vô ông lùi dẻ hả? Ờ ông lùi dẻ mới chết đủ đầu mặt chứ mà đối đối với ban đầu thì cũng mặn lớn nè mặn lớn mấy chục vít à, cái đặt cái đầu không mà 39 vít gì dữ vậy? Ừ. Đó, mấy thằng bác sĩ nó đếm chứ mình có biết cái gì đâu. Ừ, mẹ nói với con đó. Trời trời, 39 vít. 39 với mình không? Cái này là cần có. Với mình là mấy chục vít nữa. Trời ơi, trời cái gì mới chết chết đó. Chó mà thường thường ông người giả nó quýnh mình 3-4 vít là mình hết ăn hết, ngủ. Đâu có, ba nằm bữa đi diễn tả lại, ba nằm đi chết rồi nằm đấu luôn vậy. Nằm đâu? Tao vô chồng nó tiếp hơi, tao đâu có biết cái gì đâu. Xíu luôn hả, ba nằm xíu luôn. Xíu rồi. Cứ cùng ai hết thiệt ra, ba nằm nghe nói không? Hả? Ba nằm nhà ai, có ai nói có chuyện ba nằm không? Chạy về nhà phải không? Hả? Chạy về nhà kịp phải không? Chạy về nhà tới cửa củi đó nó bùng quýnh tao phóng xong. Phóng xong lặn với tao nổ đầu lên nó bữa nữa. Còn cái cây nó bu đen hết trơn. Còn mấy ngàn con ong lận mà ong mà phải biết. Người tới ổ luôn hả trời? Tới ổ luôn. Ông mà dẻ nó rượt thì xa. Nhưng mà nó cũng không có xa mà ông mặt. Ông mặt cái mặt dữ. Tới mùng luôn. Ông mặt nó rượt mà mấy cây số luôn á. Ừ. Tới ổ luôn. Ừ, hoài luôn á. Thì đội đánh được rồi thôi đó. Thì con biết làm sao ông trọng năm á là bị một vải cái bình lên nó đầy một cục thuốc là mấy chục ký lô rồi cái bình xịt cuộn đó rồi là như vậy á là cái cần thì nó dài nữa rồi vô trong đó chàm cứ dai một cây rồi chạy đâu được nè chạy đâu được một vải hai dai mình nè đó rồi bác mới có cái cuốc bờ bao ngạn vậy nè rồi bác mới phóng xuống dưới mà thắng hạn này á là tháng này phải tháng mưa cắt mỏ phải tháng mưa dầm nước nó cũng nhiều cũng mà nước nó thiếu nó sệt sệt đó tao lấy nguyên cái tao thổi được cái bình ra rồi tao khỏe rồi tao mới chầm cái đít rút dưới ló cái đầu lên tao lấy một bông con chùm mà nó cứ nó nẻ chát tao khỏi bình được tao mới lông bằng đây lại cái máy vậy nè tao tóc tao chạy mà tóc tao chạy chạy thì nó buông hù tao mà tao cũng còn khôn ngang rụng tao lấy cái kết đó dạ cái kết có cái kết rồi tao quất bạch chạy về tới móng cầu tao phóng cái đùng lúc đó đổ ruột cũng phóng nữa mày phóng xuống cái tao lặn một hơi một giờ ngang bờ sáng cái tao chạy lên tới cái củi nó còn quýnh tao kêu con ơi tiếp chết rồi chết rồi mấy đứa nó tưởng nó biết cái gì đâu nó, trời ơi ông quýnh ông buông đen ở trên kia rồi đâu có ai dám ra gần nó bút chết nữa chết lầy nữa chết thằng đấy ông á ha con có quen một thằng đó bắt năm hả con có quen một thằng tuổi nó cũng cả chàng chàng tuổi trọng mà nó lực dữ lắm thằng đó là mình đồng da sắt á một cô bằng xi măng luôn nó con hay nhỏ nhỏ á lúc nhỏ xíu à bắt năm biết con ông bằng mới ngắt không biết mà nó nhỏ xíu con à ông dạ. Bằng á mà nó nhỏ nó không dữ lắm mấy con ông đó thằng ông nợ này bắt ông Bằng á ông Bằng quýnh nó sau đầu á cọc kia ra nó đứng nó phủi nó đi từ nó phủi ra làm nó không có chuyện gì xảy ra hay sao mà tao không có chạy vậy trơn á trời ơi con Bằng á con vụ đi bắt ông Bằng hồi nhỏ nghe nước thì không đáng mình thấy nó là nó đó hằng ngày vụ cho được mà đi bắt ông Bằng cái kia mới là lên cây nó bắt ông xong đó là bộ con nó chạy cái đường thả từ đây tới cái hai cây số vậy nhưng một cây số rồi chạy trước rồi đó rồi nó bắt hồi hả ông hả bu nó nghẹt cái lưng hết trơn luôn trời ơi rồi ông đánh nó hả phải nói đâu hẹt cái lưng hết trơn vậy đó ra rồi nó kêu con vì giờ mày gỡ kim giùm tao cái trời cái mày mà nó đánh rồi thì nó bỏ kim đánh rồi nó bỏ kim ông mặt mà đụng cái nó thốn nó lộ nó cái gì ông mặt ông nội ông mặt á hồi hổi đau không giống như lại hứa vậy hồi đau mẹ trời đó mình đồng đỡ sắt mà hồi đó ông già nó quýnh nó là cầm cái cây xà beng quýnh nó không quýnh nó cong cây xà beng luôn á cây xà beng mà giống cái cây nải đinh đó chơi ừ gầm cán giá quýnh nó ghê ồ thằng đồng nó mình đồng với sắt mà quýnh mà cầm cây xà beng quýnh nó mà cong cây xà beng luôn mà bác Năm bị quýnh gì vậy thấy bác Năm nhậu lúc mạnh hơn lúc trước nhiều dạng nó chuyện nội công cho bác Năm ừ. Ai vô hết chết ra nó trọng mười mấy chai nước biển mấy chai nước biển à ừ.
nó chuyện con là nó chuyện lúc ba ngày vô thăm á là lúc đó tao tỉnh rồi ở nó vừa thăm tổng lắm có gì hả ừ. Sao không hay vậy không biết ai nói là thằng cần nói quá hỏi quên hỏi nó mà con đâu hay đâu ừ. Trời ơi tụi mày hay là tụi mày vua nộp nộp hết rồi đó. Mấy con hay mấy con đem dạ cụ vô rồi ừ. Nói chị biết quyển mấy đứa con đi rồi chín bữa nó mới được gì hay tới cái dân mình nuôi bệnh gì cái sợi tuổi mà sầu sầu năm số thằng vậy đó năm số thằng già mua lít rượu lít rượu khỏe rồi lít rượu 25 ngàn 25 ngàn mấy sao làm bộ mua bắp với trái cây nè bỏ trong cái bọc đèn còn quấn đem ra nè bữa năm số thằng cũng bữa 8 bữa tao bữa rồi đó cũng bị chết chết bây giờ cũng chết không bữa anh ta chết rồi chết rồi có hai bà cháu gì bị ông đánh chết á bác năm trời ơi chết hết trơn trong bà ừ. Trong bà ai á bà ai nữa cũng ông bà rẻ lên trời ông bà rẻ ông bà rẻ quấn ngay đầu không à dạy lắm quấn bông bông nó búa ngay đầu không à búa ở đầu cái lại bác Khanh nó rảnh chứ trời tự nhiên 5 giờ nó bắt nhạc nghe chơi vậy đó hả nó không có truyền tải cái gì mà tin tức gì cho người dân biết nó bắt lâu lâu nó thả không khí bữa trời chiều buổi sáng rồi buổi tuần sáng chiều mà lâu lâu mới nó xả bữa chắc cái con nhỏ đó nhỏ đó vô 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 nãy giờ tưởng đâu đâu tao quên vụ 5 giờ trời là bác Khanh đó nãy giờ ê nhậu nè mày nè có dạ, nhậu nè anh ơi nè mày dành em uống một miếng bia nè con không uống là bắt ăn uống không mà uống bắt mày đi mua rượu hoài chết rồi mày không uống bắt đi mua rượu đi nè ờ cười lắm nó không biết nhậu bà ơi à, còn bánh mì cháu mà lấy cho tôi dĩa coi trời nhậu mà bánh mì vô nở luôn đó đó bây giờ mới chiều đó bắt năm mà phải là bây giờ mấy giờ ta hơn 5 giờ đi hơn 5 giờ bắt năm phải là kiểu em ơi 5 giờ rưỡi phải ngọt quá được buổi chiều buổi chiều á thôi buổi chiều kêu em giấc sáng kêu gì kêu ha dạ ai ai sao rồi nãy giờ tao kêu bắt em không à mà tao thấy thấy già có chu gia kêu em kỳ quá tao kêu lại mình ơi mà mình ơi thôi má má, má 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 đứa à, má đứa này má đứa nọ vậy đó ơi. Chứ kêu vợ đừng kêu mày quá kỳ quá thằng cháu ruột của bác Năm đây ha nó kêu vợ kêu tên trong đó bữa đầu tao không biết á tao nói ủa trời nãy chú ai cả tưởng đâu sao cái ê, nó kêu con vợ nó vậy nó kêu tên nữa đâu có biết ai đâu chứng thử bây giờ người thấy bên ông thấy vợ chồng cái gì mày tao vậy đó nhập chỗ thấy luôn á thấy không ạ bốc bốc rồi nhưng mấy đứa trẻ bây giờ kêu gì con cây kỳ kêu má con này má con nọ không có được má sắp nhỏ má sắp nhỏ thế đi lúc này út coi. Giống chi tại kìa. Má nó đâu ra đây tôi bị út coi. Dạ cái gì thấy chổng hoài vậy. Tao tới giờ tao gắn lo rồi vừa bông này tao để giống thôi ha. Rồi tao cho đứa ăn trái đó. Với chuối táo quả. Chú tao có mấy đứa con có đứa nào biết chuối táo quả không? Không, đó mà chưa nghe. Trái bị lớn vậy nè. Ồ. Mà một quầy nó vậy gói ba nải mà ngải mười mấy trái mà mất chổi. Mà cái lộ đó không biết không? Mình ra đây vùng mình đâu có đi xin vùng trên á. Dạ. Vùng trên nó có. À hồi nãy 9 trái, 10 trái là dữ lắm mày ha, mà trái nào nó dữ lắm. Đó. Cái đó mà ăn không được rồi ạ. Mà ăn cái cây nãy giờ á, cắn cái cây nãy giờ, chó là tự kỷ hay sao á. Con cái giỏi vậy đó bác.
chắc ngoài ăn với mấy chuột chứ. Cái chuột này tủ để chỗ nào để chứ nó vô nó cũng cắn quần áo vậy. Ta mài mài cái rổ ở dưới cái tủ á, chui vô. Cho giống cho nói nhỉ. Dạ, cho lại. Nói gì. Một đồng á. À. Thì vẫn nằm không ăn cá luôn vậy. Không ăn cá. Ăn cá thì... còn chúng tôi đem vô cho ông bữa nào vô ông chú Đinh Nhân Mò á. Dạ mời đi quay. Mời. Mời bữa nay mời. Chi để đâu? Sang mập đi thờ ơi chị ông. Ôi chồng hay vậy. Nó kêu em đừng nói ai nghe. Tên anh nè. Mấy đứa con mời đi vào bữa nước bạn. À, cái bánh mình bánh mì của mình ở đây nó cứng ngắc hả? Trời ơi, cái bánh mì rồi hả? À, bánh mì à, con gì vậy? Cua. Cua. Mà con bỏi mấy ai cũng vẫn mềm vậy, mà đặc ruột luôn. Mà nó làm này nó làm có bơ chứ. Bắt đầu gãi rồi nó bánh mì. Bánh mì gì qua đây? Bánh mì Sài Gòn 1000. À, bánh mì nóng đòn đi. Bánh mì nóng đòn đi. Nước ngon. Này có của con gái bắt nè. Bánh mì nó đi. Vậy cậu cậu bà Rồng. Bà ấp bà Rồng. À, kế nhà và kế nhà bác sĩ Nga đó. Bữa hôm năm nói con quên. Ừ. Con chạy đó để chữ Ngọc Hà đó. Bà nhớ không? Ừ. Thì nói con là cháu bác Năm. À, nói cho bánh mì ăn miễn phí. Ừ, mày nói gì đi. Bà bán cho bánh mì ăn không có không bán. Con đi ra nhà với sĩ Nga ra thì nói vậy đó. Nè nè mày, uống miếng bia con. Năm uống đây con không uống không sao. Anh ơi xứ nào anh? Ờ, nè mày diễn ở đây. Diễn không? Tụi Khẩu Giang không? Ờ. Ừ. Kế bên nè. Khách đây vẫn... Chai không biết nhậu ra. Vô. Giờ giờ anh đi Vĩnh Viễn luôn không? Dạ dạ. Đi Vĩnh Viễn luôn á. Vĩnh Viễn. Về không? Đi Vĩnh Viễn luôn. Có Vĩnh Biệt đó mà. Ở bên đó có Vĩnh Biệt không anh? Không có anh. Tụi nó có ấp Vĩnh Biệt, trả Vĩnh Viễn nha. À, không, anh nhớ đâu có Vĩnh Biệt nè, Vĩnh Biệt rồi Vĩnh Viễn. Vĩnh có dùng Sóc Trăng nghe nó, có Vĩnh không? Vĩnh Châu mà. Châu. Anh về mấy đứa hả anh? Em một đứa, đến con trai. Trời anh nhậu lúc nào mình. Bao lâu anh mới ghé ở đây một lần? Tháng ghé lần, đang ghé thăm chồng. Mới ghé thì một tiếng mà hai tiếng rồi. Lúc mới con lại đó. Ừ. Ghé nó chùi bữa này nha con. Vệ sinh đó nhỉ? Rồi vệ sinh đó. Chứ để một tháng trời. Có rau cần ở dưới nữa con? Dạ. Có cần có ở dưới nữa. Đó đó. Dưới này mà ăn cái gì vậy? Rau cần đó. Ừ. Để dùng rau rồi mình chồng mình ăn rồi có. Tính bình thường mà ngon không tưởng ha. Nội chú ơi. Lục nó rau cặn luôn thấy không? Rau cây nhà lá vườn không mấy đâu. Cây nhà lá vườn không? Sau này cây nhà lá gừng nữa. Ừ. Không có chỗ. Ở đây có cá lên bốc năm. Cá trời ơi, hôm hổm nó vô mưa mà đem nó sáng ta mở cửa ra. Đủ mà nó lóc vô cái gô lên nữa. Cái gô mà cái gô ốm nhách hả? Ốm còn nhắc cái nữa con Năm. Ừ, ốm nhắc nữa. Ốm nhắc. Ừ, ốm nhắc. Cá đầu mùa nó ốm. Ừ. Anh tới dưới sao mặt đó mà. Đấy. Mà nó bắt nhà không phải nhớ không? Ừ, tôi bắt nhắc cá bạch bạch không? Đâu có cá nhỏ đâu. Còn mấy đứa ở đây nó bắt cá bao vậy mày. Nó hai thằng cái nó buộc cái nó quải gì vậy? Rồi nó ra mày buộc nè. Buộc á. Cá ốm không có gì? Cá ốm. Bắt gì cho mèo không? Ủa miếng bu gì không? Dịch dĩa cái từ đó được gì mấy tiền vậy? À biết, cái tờ thấy con ta nó mở rồi đó hoài. Có hai bản à? Ừ, có ngày đó, nó vô cái là làm rồi đó biết. Không, không biết mở rồi, vô lại mở rồi, tao không biết không phải luôn. Thôi gần rồi. Dạng gì khóa? Công tắc không à? Không, nó có công tắc đây rồi bật lên, không lên. Máy thua con tờ nữa. Trời. Má mình hai mấy tuổi. Xin lỗi anh em.
Thanh Hồ mà. Thằng Hồ sớm mất năm ơi. Dạ thầy còn sớm mất năm ơi. Ngộ có đâu, mỗi người mình làm cái chuyện gì cũng đủ con này, đủ con kia. Có mấy người bị liệu á. Người là dễ mày. Bị liệu mà liệu nặng á, cái đụng quá mày. Đụng cái là dữ lắm. Đúng cần. Giờ gì bị hỉnh trà vậy. Nè, nói chuyện với gái nè, ở quá trời. Bây giờ em qua không? Dạ, hôm nay em hả? Tại qua thấy chút chiếc đi rồi về, anh với anh về. Ngọt cái nào dữ đó đâu. Tắt tắt đi. Ngọt nào dữ đó. Bà gái nói không ai dưới nhà, nhân gì đó gì vậy? Không ăn nước ở trên nè, không bẻ cái gì đó. Chặt để vô đây bỏ như con mẹ bỏ vô có gì mà để con bẻ cho bác Năm. Rồi để nhớ bé, nhớ bé quay phim luôn để giống như sim lùng quá. Nó nó lùng là có một cây dừa mà bây giờ là nó đâu có khó nó đâu không đứng hả? Nó kiểu nó leo trong máy quay phim kìa. Cái giường thấp hơn mày nó mà bật leo. Không phải chờ tiếu vậy đó. Được rồi. Dặm trái thì dặm nhiều quá. Cái giữa nhà nè, để con lặn luôn cho. Nè con đại kê mới dán con chặt tao. Vừa cao quá. Vừa. Nó thiếu sóc sóc luôn nó được lên mạng luôn rồi lên Facebook cứ làm món gì vậy bác Năm? Hả? Đổ vô đây nè con, đổ nước vô đây nè. Không đừng đổ nước này mất công nữa con cháu bỏ miếng miếng cho nó uống nè. Uống được bé nó khác nữa để... thiếu gì cái đó trời để đổ vô đây mất cái vậy nha. Chào mất cái chị, cái nước nó mới nó hậu ngọt ngọt nó ngon chứ. Nhớ con uống con đỡ nó uống con. Trời ơi, trời con uống bia mà uống nước dừa là chết luôn á. Uống dừa là nó sốc hả? Đổ ra đây hả? Nó sốc hoài sao? Trời ơi, nó gần đi dữ quá. Ê nó chị ruột nó hơi gì nó ghi nó ghi nó chị á cần ghi dữ ha lô nha nhớ nó nhà bạn nó gì á cái gì ủa ba cháu nó có tư vậy tủ xịt 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 tủ ok. Cái nấu nước lẩu nữa hả? Ủa anh Dũng đang nghĩ vậy hả? Có ổng đà làm một chuyện đó rồi không chút cũng mau xịt như vậy nhá. Ủa bác cháu đâu? Cháu già mà đi tiểu rồi. Anh Dũng nói để làm công chuyện chứ không? Đâu có cháu ngồi á. Đâu có cháu ngồi vậy chồng? Thì bây giờ hai cái lũ gào ra. Đó gào ra bác Năm. Hả? Người ta đặt vừa dưới đít, con đặt trên đầu. Cô cháu ngồi đây. Cái này là con gọt không mà chứ không có chạy. Như thêm chảy á. Có cái muỗng á. Tầm con lấy cái mũi kìa, cái mũi dao đó. Lấy cái mũi dao đó. Dạ dạ dạ. Con thọt vô đây một cái nè. Không biết rồi, con biết rồi, sợ nó đũa rồi nè. Lấy cái đũa đi. Đồ đũa đó cũng được. Chất nâu mà. Xịt nha. Dăng vô mặt. Dăng canh rồi sao dăng được. Cái này đang là kêu mình vô duyên nè. Chị nấu lẩu luôn đó hả? Nhậu tiếng ư? Nhậu nè. Ư. Để nè. Chục có nhiều nước đâu ta. Bỏ màu luôn rồi nhé. Dạ dạ. Bỏ luôn. Rồi có sao? Trời ơi hết nổi rồi chạy. Đã giờ mấy con chi lùng bắt cháu quá trời luôn. Bắt cháu mà hết nổi rồi con. Bắt cháu, nãy bắt cháu ở đâu vậy? Đám ma mà sao nãy vô chạy. Kế bên đó.
cái gì vậy mà dán cháo trời. Trần trời lên rước bánh cháo rồi. Nè, bánh bên đi nha. Bà nào còn có đỏ vậy. Viên lạ, mua lạc. Cho cục đá. Mua lạ nghe nó ngã hay chứ đâu. Áo đỏ là chiếc vỏ rất đẹp đó bác Năm. Ừ. Trời ơi, con cháu qua ai biết đâu nổi cũng phải... Rồi điện cho bác cháu, bác cháu đi với ma rồi. Này bác sáu. Đi bác, đi bác nè. Trời ăn, ăn, ăn ngầu. Ăn ngầu. Cái đồ cải ra chứ, đồ quá, mà nổ. Bây giờ bác. Cho mày luôn đó. Rửa lại. Mũ thôi chứ đâu có gì đâu. Không có lấy đồ cạo ra mới được. Cải màu quá, màu. Cái mũ dao đó. Cái bà nào vẫn áo đỏ mua lạc vậy? Lạ hả? Vậy mà tôi nói vợ hai. Hai nào? Không nghĩ á, tôi. Trời ơi, hai nghĩ người ta. Lâu lắm nữa. Nó lẽ vợ hai, vợ hai mình không kêu kỳ quá. Đâu? Hai à, lục nhà nữa là hai hai. Ừ. Vô nè, vô nè. Đúng đây vô. Vô mày. Ngoại luôn. Đợi ông ngoại nữa rồi. Trời đâu ông ngoại nữa rồi đó. Ủa trở về chết nghĩa ông ngoại rồi. Ừ rồi đêm hôm nó bỏ xe đây nè. Rồi, rồi nó mới lấy hồi sáng nè. Ủa, trời thấy có cháu đó. Có cháu ngoại cái trường. Ghê quá. Ông ngoại. Ê, ông ngoại. Ông ngoại vợ hả? Dạ. Ông ngoại vợ gì nữa? Hả ông nhớ? Cha đùn con vợ à. Chưa chưa nhớ con chúng à. Còn ông ngoại kia ổng cà mà cặp mập biết không? Cà mà. Cà không mà nằm cho tâm cà biết không chết đâu rồi. Điện thoại tao hết tiền ổng cà mà. Cái mà đưa làm sao? Ừ. Đưa ngồi hết tiền luôn. Rồi tới nữa. Xin phép vô bác Năm. Ờ. Mày không xin phép bác Năm mày không xin phép ông ngoại. Chết luôn tối nay ngủ xong á. Cái gì? Dịch. Dạ. Dạ. Bắt không được mất.